ngày 16 tháng 1, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu về hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực công nghiệp hàng không và diễn đàn hàng không tại Việt Nam. Theo ban tổ chức, sự kiện có khoảng 120 gian hàng đến từ 15 quốc gia để trưng bày giới thiệu sản phẩm liên quan tới lĩnh vực hàng không. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự giao thương của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam với ngành hàng không thế giới, đồng thời gắn kết hợp tác kinh doanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư. Cùng với đó, sự kiện là nơi trưng bày các thiết bị, công nghệ hàng không tiên tiến, các mô hình máy bay hiện đại, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm. Theo dự kiến, lễ khai mạc hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực công nghiệp hàng không và diễn đàn hàng không sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Cái là cả một cái quá trình chuẩn bị.